cái tên Trà Xanh bỗng hot hơn bao giờ hết khi là nhân vật được Xoài Non, Thanh Trần, Linh Ngọc Đàm bóng gió, gây rạn nứt tình cảm giữa Sơn Tùng MTV và bạn gái Thiều Bảo Trâm. Trà Xanh được gọi tên ở khắp mọi nơi theo những tầng nghĩa khác nhau. Thế nhưng ít ai hiểu được hết công dụng, cách sử dụng và những lưu ý từ loại đồ uống quốc dân này. Trà xanh là loại trà được chế biến từ lá và búp của cây trà, được oxy hóa ở mức tối thiểu trong quá trình chế biến trà. Đây là một loại thức uống phổ biến ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trà xanh từ lâu được xem là một thức uống lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, một vài lợi ích nổi bật như giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp hệ xương khỏe mạnh, giảm lượng cholesterol, tăng cường trí nhớ, vân vân. Đồng thời, trà xanh cũng là trợ thủ đắc lực cho hội chị em trong việc làm đẹp, giúp giảm cân nặng, làm chậm quá trình lão hóa. Chính bởi những công dụng thần kỳ đó, trà xanh ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều với những mục đích khác nhau. Không chỉ được dùng để hãm trà và uống theo cách truyền thống, trà xanh còn được làm thành bột trà xanh, tinh dầu trà xanh, làm bánh. Tùy vào từng loại trà và cách chế biến mà trà xanh mang những hương vị khác nhau. Có người rất thích, thậm chí là nghĩ cái mùi hương thanh mát và chát nơi đầu lưỡi mà loại thức uống này mang lại. Tuy nhiên, nhiều người lại cảm thấy không phù hợp và khó chịu với hương vị này. Bởi vậy, trà xanh được sử dụng làm hương vị trong nhiều loại đồ ăn để nhiều người có thể sử dụng được hơn. Đặc biệt, một thức uống rất phổ biến và được giới trẻ yêu thích là trà sữa cũng được làm từ trà xanh đó. Trà xanh ngày càng phổ biến và có nhiều lợi ích cho sức khỏe như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được trà xanh. Theo đó, những đối tượng không nên uống trà xanh là người bị táo bón, trẻ em dưới 3 tuổi, người suy nhược thần kinh và mất ngủ, người bị viêm loét dạ dày, người bị bệnh tim và cao huyết áp, phụ nữ mang thai cho con bú, người sốt cao, người suy dinh dưỡng, người bệnh gan, người bệnh sỏi đường tiết niệu. Đồng thời, không nên lạm dụng thái quá vào loại thực phẩm này để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ngược dòng lịch sử tìm hiểu nguồn gốc của trà. Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử loài người, trà hiện hữu từ rất sớm và nhanh chóng trở thành thức uống có ảnh hưởng, quyền lực nhất trên hành tinh và thậm chí có thời kỳ từng được ví von trà là thức uống khiến cả thế giới phát cuồng. Nguồn gốc thần tiên của trà. Xét về khía cạnh lịch sử hay sinh học, các chuyên gia đều thống nhất trà có nguồn gốc từ khu vực châu Á, chủ yếu là ở Tây Nam Trung Quốc và Bắc. Thời gian con người sử dụng trà chính xác từ bao giờ thì không ai biết, tuy nhiên được ước chừng là dưới triều nhà Thương năm 1600 trước công nguyên đến năm 1046 trước công nguyên. Theo những tài liệu cổ của Trung Quốc, trà là do thần nông, một trong tam hoàng của văn hóa Trung Hoa tìm ra. Truyền thuyết kể rằng, thần nông là người dạy nhân dân làm ruộng và rất giỏi y thuật. Ông đi tới đâu cũng tìm kiếm, thử nếm các loại cây cỏ trong tự nhiên để phân biệt đâu là thuốc chữa bệnh, đâu là thuốc độc. Năm 2737 trước công nguyên, thần nông lần đầu tiên nếm thử lá trà cháy bị gió nóng thổi tới và rơi vào vạc nước sôi của ông. Cũng từ đó, ông phát hiện ra tác dụng y học của trà và coi nó là một loại thuốc rất tốt, có thể giải độc của 70 loại cây cỏ khác. Do sự ảnh hưởng của truyền thuyết này, người Trung Hoa xưa ban đầu chỉ dùng trà phục vụ mục đích chữa bệnh mà thôi. Xuyên suốt các triều đại nhà Tây Chu, năm 1122 trước công nguyên đến năm 249 trước công nguyên, nhà Tần 221 trước công nguyên đến 206 trước công nguyên, nhà Hán 202 trước công nguyên đến năm 220, trà chỉ được dùng cho tầng lớp hoàng gia, quý tộc và luôn được coi là một biểu tượng tôn giáo truyền thống. Sự lan tỏa quyền lực của trà ở châu Á. Tới thời nhà Đường, năm 618 đến năm 907, trà trở nên phổ biến và tất cả các tầng lớp người Trung Hoa sử dụng. Khi đó, các nhà sư thuộc phái Thiền Tông Nhật Bản sang Trung Quốc tu đạo đã mang trà về quê hương của họ. Cũng từ đó, trà phát triển rất mạnh ở xứ sở Hoa Anh Đào, tới mức hình thành nên nghệ thuật trà đạo vang danh cả thế giới. Ở một nhánh khác, trà Trung Hoa mà chủ yếu có nguồn gốc ở phần Nam cũng được triều đình phong kiến cho phép buôn bán với người dân ở Tây Tạng. Từ thời nhà Tống, năm 960 đến 1279, trà được vận chuyển sang Tây Tạng, nơi các thiền sư có nhu cầu về trà rất lớn qua con đường trà mã cổ đạo dài hơn 4.000 km. Đổi lại, nhà Tống sẽ nhận lại từ người Tây Tạng những đoàn ngựa chiến hạng nhất phục vụ chiến tranh ở Đông Băng. Trà quan trọng tới nỗi, triều đình có thể dùng nó gây sức ép lên tộc người Tây Tạng. Sử cụ chép rằng, trung bình có hơn 15 triệu ký trà từ Vân Nam được đổi lấy tới 20.000 chiến mã mỗi năm. Vương sức mạnh thống trị châu Âu. Thế kỷ 16 đánh dấu bước ngoặt trên con đường vươn ra thế giới của trà. Những nhà du hành châu Âu từ Trung Quốc trở về đã đem theo cây trà, cây hoa nhài và cẩm quỳ về, Bồ Đào Nha để trồng thử. Ngay lập tức, trà ướp nhài thơm đã trở thành thức uống yêu thích của tầng lớp quý tộc nơi đây. Tới năm 1660, công chúa Catherine de Braganza trở thành hoàng hậu nước Anh khi kết hôn với vua Charles II. Cũng từ đó, trà phổ biến trong giới hoàng gia Anh và những tiệc trà chiều là một phần không thể thiếu trong đời sống vương giả.
Hai thế kỷ sau, trà trở nên cực kỳ phổ biến ở mọi nơi theo sự phát triển của đế quốc Anh. Trà theo chân các thương nhân người Anh tới các thuộc địa cũ của nước này như Mỹ, Ấn Độ, khiến cả thế giới phát cuồng với khả năng biến đổi tuyệt vời. Cho tới nay, trà là thức uống phổ biến và có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới. Sản lượng tiêu thụ trà mỗi năm bằng tổng tiêu thụ của cà phê, chocolate, nước ngọt và rượu cộng lại với nhau. Tuy nhiên, đây không phải là sự may mắn, mà hoàn toàn là do những đặc tính tự nhiên nổi trội của loại đồ uống này. Trà chứa một số lượng lớn các hóa chất sinh học như flavonoid, acid amin, vitamin, v.v. có tác dụng chống ung thư. Đặc biệt, caffeine trong trà giúp con người tỉnh táo nếu uống vào buổi sớm. Trà cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và được đưa vào nhiều thực đơn ăn kiêng nổi tiếng. Ngoài ra, phải kể tới catechin trong trà xanh có thể ngăn ngừa béo phì, ung thư gan hay đại tràng. Một nguyên nhân khác đó là ở mỗi nơi, trà lại được pha chế biến đổi theo những cách khác nhau cho phù hợp với văn hóa địa phương. Chính vì vậy, trà ở mỗi nơi mỗi khác mang những tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác nhau. Chẳng hạn, người Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam thích uống trà xanh, trong khi người phương Tây chuộng trà đen. Còn người Trung Đông thích pha trà vào hồ trăng, hạnh nhân, thảo quả, quế, v.v. Khi nhịp sống xã hội ngày một nhanh, nhiều người trong chúng ta không còn đủ thời gian để cùng nhau pha ấm trà. Thay vào đó, chúng ta tìm tới những túi trà lọc tiện dụng như một giải pháp mới trong xu hướng hiện đại. Vẫn giữ trọn vẹn được nét tinh túy của thiên nhiên, tiện dụng và đa dạng, túi trà lọc đã chinh phục được cả vị khách khó tính nhất và là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích trà. Cách pha trà xanh. Để có một tách trà ngon, không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu pha trà mà còn phụ thuộc vào cách pha trà. Cách pha trà được nhiều người ví rằng đó là một nghệ thuật thanh tịnh. Dùng lá trà tươi rửa sạch, vo nát rồi cho vào ấm tích, đổ nước sôi để 5 đến 10 phút cho ngấm rồi uống. Hoặc dùng trà khô cho vào ấm, rồi đổ nước từ 61 đến 87 độ vào và chờ 5 phút rồi uống. Với cách pha trà khô, người ta thường sử dụng 2 gam trà mỗi 100ml nước, tương đương khoảng 1 thìa cà phê trà xanh trong 100ml mỗi cốc. Và cũng pha với nhiệt độ nước là từ 61 đến 87 độ, trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu nước hãm trà quá nóng hoặc hãm quá lâu, dẫn đến giải phóng quá mức lượng chất tannin có trong trà, làm nước trà đặc và đắng hơn. Để có một tách trà ngon, hai kỹ thuật bạn cần phải nắm rõ, đó là tráng ấm trà qua nước nóng trước để tránh trà bị nguội và để lá trà trong ấm rồi từ từ rót thêm nước sôi khi uống. Lưu ý khi dùng trà xanh. Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe trên, nếu uống trà không đúng cách, trà xanh cũng có những tác dụng phụ như sau. Do một tách trà có chứa khoảng 24-25mg caffeine, nên nếu một ngày uống 4-5 lần sẽ dẫn đến hội chứng kích thích ruột, gây mất ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón. Đối với những người đang dùng thuốc kích thích chức năng của hệ thần kinh, cũng không nên dùng chung với trà, vì sẽ gây ra tác động xấu đến hệ thần kinh như chóng mặt, tăng huyết áp đột ngột. Uống trà khi bụng đói sẽ khiến dạ dày khó chịu do axit dạ dày tăng, tạo cảm giác buồn nôn, táo bón. Trà xanh làm ức chế việc sử dụng canxi của cơ thể, khiến bạn bị loãng xương do thiếu canxi. Hãy sử dụng trà xanh sao cho hiệu quả nhất bạn nhé!